Và kính thưa quý vị, tiến đến trao mở đổi mới của đất nước, các phần tử tổng lý nhân dân của chúng ta đã cùng nhau đoàn kết phấn đấu xây dựng nông thôn mới, làm cho quê hương Bình Hà, Bình Phục của chúng ta cùng tất cả các miền quê được phát triển. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục nông thôn đổi mới, các phần thể hiện của đội văn nghệ khu 1B thị trấn